Cậu ta lại ngất nữa rồi. Không sao, mình có thể xử lý. May là cậu không cần đến thuốc giảm đau đó. Nếu cậu không đưa tớ một bàn tay và một trái tim thì tớ sẽ lấy vậy. Nhìn nè, vẫn còn đập. Không trả lại được nữa đâu. Gấu bông yêu thích khác của mình đâu rồi nào? Tớ có quà cho cậu đây nè. Vừa với cậu đó nha. Và giờ chúng ta khâu lại để không bị rơi ra ngoài nha. Người sáng tạo. Cuối cùng cũng đã sống dậy. Cái gì? Cái ghép nội tạng ư? Lại còn trong can của mình nữa. Đây rồi. Quét đi. Nhóc đã bị bắt vì những thí nghiệm điên rồ của mình. Hớt gì tội nghiệp. Tại sao? Cháu phải đi đây. Không được cử động. Hãy nhớ một điều. Nhóc không thể ra khỏi đây. Cái gì? Chú ấy đang nói gì vậy? Daddy, cháu phải về. Ôi trời, để mình bắt được đi. Quét đi, tôi biết cách ra khỏi đây nè. Nhìn tấm bảng đi. Có vẻ như ở đây họ rất tôn trọng macaron. Tớ nghĩ là có sự nhầm lẫn. Hoặc là... Sao rồi Daddy? Công việc thế nào rồi? Wow, trơm trít. Em nhớ anh rất nhiều. Ý em là máu của anh. Thật kinh khủng. Em đã hứa sẽ qua ăn trưa mà. Anh xanh xao quá đó. Tốt hơn anh nên nằm nghỉ chút đi. Tạm biệt. Chào quét đi. Cô có thể giúp cháu. Ồ, cô vừa mới ăn trưa. Hy vọng sẽ làm được. Hiu, cô nghĩ cháu có thể làm tốt hơn cô đó. Làm thế nào để trở thành ma cà rồng? Ồ, đây là toàn bộ danh sách nè. Tội nghiệp, cô ấy chỉ còn thiếu răng nanh và áo choàng thôi. Chúc bản thân may mắn. Được rồi, mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Mình không nghĩ sẽ gặp khó khăn với cái này. Mình cũng có làn da trắng. Cái gì? Từ khi nào da lại khô đến như vậy? Giờ phải làm sao đây? Hả? Chú ấy đang làm gì vậy? Đến lúc làm mát một chút rồi. Và đây là mặt nạ của mình nè. Quả là một cảm giác tuyệt vời. Tuyệt vời hơn nữa là đắp dưa chuột lên trên mắt. Wow, mình cũng muốn nữa. Mình nên làm gì bây giờ? Chắc cô nàng xương xẩu này có thứ gì đó. Cái gì? Sao cậu không nói với tớ? Đây chính xác là thứ mình cần. Trước giờ mình chưa bao giờ xông hơi da mặt cả. Chà, cảm ơn cậu rất nhiều nha bé xương. Trước tiên hãy đổ nước đầy vào ngăn giữa. Đặt nó trở lại và bắt đầu xông hơi nào. Ồ, thật là nhiều hơi nước. Mình nghĩ làn da sẽ cảm ơn mình. Đã quá đi à. Da của mình đã hoàn hảo trở lại. Thử chế độ khác nào. Mình không hiểu. Cái gì đây? Lửa ư? Mọi người mau ra khỏi phòng đi. Khói bay ra từ chỗ này. Đừng di chuyển. Cảnh sát John Rick đang làm việc. Ô không. Cái gì vậy? Ta tưởng nhóc đang bị cháy. Muốn xinh đẹp hơn ta sao? Nhóc làm ta tổn thương đó nha. Rồi rồi, cầm đi. Mình không cần nó nữa. Đến lúc massage rồi. Sự hoàn hảo là không có giới hạn. Mặt mình chính là minh chứng. Chút nữa thôi, để xem trông như thế nào nha. Đến giờ ăn tối rồi, đồ phản bội. Chút ngon miệng. Không cần cảm ơn. Ờ, cái này ăn được đó hả? Xem ra mình không có sự lựa chọn nào khác. Đây là xi măng sao? Chắc cũng không đến nỗi nào nhỉ. Eww. Nhóc không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Ghê quá đi à. Mình phải đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Để được ăn những món bình thường. Chính xác luôn. Cháo đặt đến mức mình có thể điêu khắc lên trên nó. Và đây chính là thứ mình cần lúc này. Mình sẽ tạo ra vài chiếc răng nanh tuyệt vời. Bạn thấy sao nào? Ờ, biết rồi, mình cần phải thử chúng. Được rồi, sẵn sàng. Hoàn hảo. Giờ các bạn thấy sao? Có thích nó không nè? Trả lại đây đi. Tao tìm thấy nó trước mà. Ngươi là bàn tay, ăn thế nào được hả? Đó không phải là việc của cô. Và ta không phải là tay, ta là thiên. Và ta sẽ không ăn nó, rõ chưa? Wow, nhà tù đã thay đổi thiên rồi. Được rồi, trở lại với công cụ macaron thôi nào. Có răng nanh rồi, trông mình giống macaron không? Mình vẫn còn lâu mới giống. Mà sao anh ấy di chuyển môi như thế được nhỉ? Đó gọi là cưới á, Wesley. Và cô có cái này cho cháu nè. Cháu có muốn biết nó là gì không? Được, cho cháu xem đi. Đúng là nhà thương điên. Hơi, nặng hơn cô nghĩ á. Bắt lấy. Đây là thiết bị luyện cười. Chà, cảm ơn. Không biết tại sao ma cà rồng cần nó nhỉ? Nhưng mình nghĩ nó sẽ giúp được cho mình. Thử nào. Aha. Mình nghĩ mình bị trật hàm mất rồi. Ai đó giúp với. Đừng di chuyển đột ngột nha. Trùm trích.
Ồ, cảm ơn thêm nhiều nha. Mọi thứ đã ổn rồi nè, chúng ta là một đội. May mà trước giờ mình không cười. Mà làm tới đâu rồi nhỉ? Đến lúc kẻ chân mày rồi. Để xem nào. Không chỉ có lông mày cần được chỉnh lại. Eww, nó từ xó nào vậy? Eww, dũng cảm lên, quét đi. Không sao đâu, chỉ là cây cọ cũ thôi mà. Chị... Cái gì? Đừng lo, sẽ không ai để ý đâu. Tuyệt vời, bây giờ chúng ta đến lông mi nha. Hy vọng chuyện với lông mày sẽ không xảy ra nữa. Ôi chao, trông dễ thương quá. Tốt hơn rồi đó, nhưng mình vẫn chưa hoàn hảo. Có lẽ bé Sương sẽ có gì đó cho mình. Cậu ấy đã ở đây lâu rồi mà. Cậu ấy sẽ không phiền nếu mình mượn chì màu của cậu ấy đâu. Đỏ là màu nguy hiểm. Ổn hơn rồi. Chà, mình đang tiến gần hơn đến sự tự do. Mà đây là gì vậy ta? Bé Sương đã không phí thời gian. Giũa móng tay nhỉ? Hoặc tốt hơn là giũa song sắt. À, sắp gãy rồi. Chỉ cần thêm chút nữa. Thành công. Hình như không có ai ở đây. An toàn. Ta quên đi tuần theo lịch trình xíu thôi mà. Quay lại ngay đi. Ờ, được rồi. Chán thế. Vậy tiếp theo là gì đây nhỉ? Lẽ ra mình đã có thể thoát rồi. Mình không chỉ có chân dài mà còn có đôi tay vàng. Mình sẽ sửa tất cả. Còn đây là mấy hàng của mình. Bắt đầu thôi. Sáng quá à. Mình biết phải làm gì tiếp theo rồi. Phải. Mình sẽ có đôi mắt đỏ. Mình không thấy gì cả. Sao mình có thể quên đeo mặt nạ chứ? Bây giờ sẽ ổn hơn thôi. Cháu xem chút nha. Những vì sao trong mắt mình. Mình đã có thể cảm thấy chúng chuyển sang màu đỏ. Tuyệt vời, cả thế giới toàn tia hồng ngoại. Wesley đã đặt thêm một điều kiện. Xong xuôi. Hả, giọng nói này đến từ đâu vậy? Là chú sao hả Daddy? Chú biến mất rồi hả? Đừng giả bộ nữa. Mình đã quá sai lầm khi nhìn chằm chằm vào mấy hàng. Giường mình đâu rồi? Đây không phải là giường. Cái gì? Thinh là cậu hả? Ước gì có thể thấy cậu ta bay á. Màn thay đổi tuyệt vời đó nha. Cảm ơn, cháu đã thay đổi rất nhiều. Các bạn, nó có hợp với tớ không? Hãy bình luận cho tớ biết nha. Này, mệt mỏi với danh sách này rồi đó. Mình sẽ đánh dấu tích vào bên cạnh. Sao khó chịu thế này nhỉ? Có gì ở đây vậy? Cái lược ư? Tuyệt đó. Có vẻ như mình đã tìm thấy dụng cụ thứ hai. Còn gì nữa không ta? Đường sao? Skelly đã rất thích đồ ngọt nhỉ? Chắc vẫn còn gì đó. Nó bị kẹt vào thứ gì đó rồi. Thôi nào, ra ngoài đi. Wow, máy uốn tóc. Nó không phải cái gối, mà là một chiếc rương. Tuyệt vời. Xin lỗi bím tóc nha, nhưng đến lúc làm theo phong cách của mình rồi. Bắt đầu nào. Cho đường vào bình xịt, chứa nước sạch. Loại cốc tay này sẽ khiến tóc bóng mượt và bồng bềnh. Nóng lòng muốn thử quá đi à. Chỉ cần lắc đều trước khi sử dụng. Để xem có hiệu quả hay không nha. Tuyệt, giờ đến vũ khí bí mật nào. Bật lên nha. Hả, thắt biến dễ hơn cái này. Nhưng thành quả rất đẹp. Kể cả Daddy cũng không ngăn được mình luôn. Ai chà chà, bây giờ là đến trang phục ha. Mình không nhớ có cửa hàng nào ở đây. Nhưng mình đã tìm thấy một cửa hàng đồ cũ. Bé Sương, dù sao cậu cũng không rời đi được. Hy vọng vừa người mình. Không. Trùm trích. Mình bắt đầu xếp nó rồi nha. Nhưng Skelly không có áo choàng. Mình lấy ở đâu ta? À, có rồi. Chúng ta tạo một vòng rồi đặt lên ngón chân. Và đây là áo choàng. Đi gặp Mommy đi. Được rồi. Tuyệt, và nó vẫn còn ấm nè. Ôi trời, mình vừa bị chơi xấu. Xin lỗi, nhưng cháu đang cần nó. Nhìn bộ trang phục này nè. Mình thật lộng lẫy. Ôi, chán quá à. Con nhóc muốn khiến mình phát điên à. Sao không có gì vui hết vậy? Đừng gõ nữa. Nếu không ta phải còng tay nhóc lại thôi. Bây giờ nhóc sẽ không làm phiền ta nữa. Chú đang đùa cháu đó à? Vâng, là nhóc đã đùa ta trước. Vẫn chưa bắt đầu đâu. Mình biết làm sao mới vui rồi. Mình đã muốn làm một phụ kiện từ rất lâu rồi nè. Và đây chính là cơ hội. Chúng ta bôi keo nến lên băng đô và buộc chặt một dải vải khuyên nào. Tạo thêm các nếp gấp. Trông ngầu đấy nha. Bây giờ hãy thêm chút màu đỏ ha. Chúng ta không chừa bất kỳ chỗ trống nào. Nó còn đẹp hơn nè. Các bạn nghĩ sao nào? Tớ nghĩ chúng ta cần thêm vài hạt màu máu. Đính chúng với chiếc vòng. Sử dụng súng bắn keo nha. Sẽ rất tuyệt vời đây. Xong xuôi. Và bây giờ tới trò ảo thuật nha. Hai vòng sẽ tốt hơn một đúng không nè? Trùm trích. Trông rất là quý phái đó nha.
không thể hạnh phúc hơn. Mình nên nghỉ ngơi thôi. Ồ, tiếng gì thế nhỉ? Nhóc có thích không? Chào mừng đến với cuộc sống của ta. Ha, muốn quả bóng chứ? Sẽ không nhận được đâu. Cháu ghét chú, để cháu yên đi. Ta chỉ đùa thôi mà. Nè, đủ rồi, nè, bình tĩnh. Đừng bắt ta phải dùng đến biện pháp mạnh chứ. À ha, để xem giờ ném thế nào. Xem nè, nhóc tự chuốt lấy đó nha. Ôi trời ơi, dừng lại. Ồ, gã Daddy đó. Tuyệt, tuyệt như chiếc đồng hồ thủy sĩ. Có thể làm tiếp việc mình yêu thích rồi. Ui, mắt mình sắp nhắm lại rồi. Mình sẽ chỉ nhắm trong 5 phút thôi. Chú ấy nghĩ mình thông minh nữa. Chú ấy bị sao vậy? Daddy, mình phải cởi nó ra. Cái gì? Hiểu rồi. Các bạn ơi, có thể giúp tớ được không? Hãy thích video này và vòng tay sẽ mở ra đó. Tớ thật sự rất tin các bạn. Cảm ơn nha. Bé Sương, đây là gì vậy? Cậu có trang hay nhất nè. Hài hước xỉu. Có gì hài hước vậy? Cho ta xem với. TikTok, chú có xem cái này với bé mèo chưa? Để ta coi. Cậu ta ngã rồi. Daddy, em mang bữa trưa nè. Daddy, đâu rồi? À, anh ấy đây rồi. Nhân đôi rồi đưa nó cho người tiếp theo ha. Daddy, em có đang làm phiền anh hay không? Em yêu, chào. Chào em nha, anh ôm cái nào. Con nhóc đó là ai vậy hả, Daddy? Con nhóc. Đừng có nhìn anh ấy. Cái gì? Cô ấy là ai vậy? Em yêu, đã đến lúc anh phải quay lại làm việc rồi. Cảm ơn vì bữa trưa nha. Nào đi đi. Cảm ơn em vì đã ghé qua. Và mùi này ngon tuyệt của mèo. Mommy, em là tuyệt nhất. Em yêu anh, chúc anh ngày mới tốt lành. Tránh xa đấy nếu không nhóc tiêu đó. Tạm biệt. Ai cần tên này chứ? Mình nước không nha. Chào cục cưng. Ngon lành. Bánh mì và cốc tay Pina Colada. Wow. Như đang sống trên thiên đường vậy. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Son môi sẽ giúp cho mình trông tươi sáng và xinh đẹp. Thoa lên cọ, rồi tô lên môi. Wow, nó tỏa sáng lấp lánh luôn nè. Đỏ như máu. Bình tĩnh nào, fan hâm mộ. Nụ cười của mình thu hút gấp trăm lần trước đây đúng không các bạn? Mình hoàn thành danh sách rồi, đã đến lúc được tự do. Chào Daddy, mở cửa tù đi. Tại sao ta phải mở nó ra? Ý chú là sao hả? Cháu chính là một ma cà rồng thật sự đó. Và không thuộc về nhà tù, đây là quy tắc. Nhóc là ma cà rồng, ôm được, cháu được tự do. Đi đi, cảm ơn. Không có gì. Cuối cùng cũng thoát ra được rồi. Không có ai thấy cả. Đến lúc thoát khỏi vũ trụ hóa trang này rồi. Hẹn gặp lại nha. Đây là ai? Xin chào Wesley. Đây là nơi hai ta gặp nhau. Lại là cô à, cháu không có thời gian cho việc này. Nhưng nếu cô muốn thì... Vậy thì hai ta có thể làm hòa với nhau. Giờ chúng ta sẽ không làm phiền nhau nữa. Cô nàng kìa, mau bắt lại đi. Kìa, tôi đâu có bỏ chạy đâu. Cô sẽ bị tù mọt gông. Tù nào cơ? Tôi đang giúp một tay mà. Cô có quyền giữ im lặng. Cô đã bị bắt rồi. Cái gì? Đang đùa tôi có phải không? Thả tôi ra. Nghe nè, tháng này tôi có kỳ nghỉ. Tôi sẽ đi hết cả tuần. Nên anh sẽ phải đảm nhiệm đó. Sếp cứ tin ở tôi đi. Nhớ cầm chìa khóa nè. Nhìn anh y chang cảnh sát rồi đó. Nhưng với cái này, tôi sẽ thành cảnh sát thật luôn. Cứ giữ lấy. Thế là tôi được nghỉ ngơi rồi. Hẹn gặp lại. Cô sẽ tự hào về tôi cho mà xem. Mong là Thiên đã gọi luật sư cho mình rồi. Cô là ai? Máu tươi. Tôi ngửi thấy đó nha. Nghĩa trang, máu và thuốc súng. Tôi là ma cà rồng. Rất vui được gặp cô, tôi là Wesley. Có thứ này cho cô nè, xem đi. Cô tự làm cái này sao hả? Nhìn như một kế hoạch vậy. Nhưng mà dùng như nào? Ma cà rồng là ngoại lệ ở đây, xem nha. Anh cảnh sát, ra tôi bảo. Hả? Có việc phải làm rồi. Sếp này, anh biết quy định của nhà tù ha. Ma cà rồng không phải vào đây. Thật à? Thế thì làm sao tôi có thể phá luật được? Mời cô ra ngoài. Cảm ơn nha. Quét đây, động não đi. Cảm ơn ma cà rồng. Hóa ra đây là kế hoạch tẩu thoát cho mình. Bắt tay vào bước đầu tiên nào. Làn da hoàn hảo. Chắc không khó lắm đâu. Ô không, hình như mình ăn kẹo nhiều quá rồi. Không cần lo lắng. Thiên, tôi đang đến đây. Xem tôi có gì nè, sẽ hữu dụng lắm đó. Xử lý cái này đi.
Rất hân hạnh. Wow, tụi nó mọc rễ bao lâu rồi vậy? Cười lên nào, Wesley. Tuyệt, máy massage còn ở đây không? Ủa, cô nàng định làm gì vậy ta? Đột nhập hả? Đi theo ta. Ủa, Thiên đâu rồi? Anh ta bắt Thiên đi rồi sao? Ta là Daddy, nên ta chính là luật lệ. Buồn ghê luôn. Thôi, không có thời gian thử vận may nữa. Vào việc thôi nào. Chế độ massage cộng rửa mặt. Với chiếc máy này, da mình sẽ đẹp hơn da của ma cà rồng luôn. Giờ thì rửa mặt nào. Được không đây? Hoàn hảo luôn. Thiên thế nào rồi ta? Họ đang định làm gì vậy? Quyền là của ai hả? Khoan đã, lại gần chút được không? Ta mới có quyền nè. Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Này, hai người làm bạn được đó. Nhìn cô tuyệt quá, Wesley. Hắn dám ra tay với mình sao? Tất cả là tại Wesley. Muốn chơi xấu chứ gì? Thích thì chịu. Cô nàng mà thấy cái điều này là sẽ quay xe ngay. Anh là tiều phu đó hả? Tôi biết cái gì sẽ trị được cô rồi. Cái cưa. Bao giờ xong thì gọi tôi dậy nha. Có cái kìm cho cô đây. Mà cũng không phải. Ồ, đúng thứ mình đang tìm rồi nè. Thế nào Wesley? Sẵn sàng ăn hành chưa? Nếu sợ thì không cần phải nhìn đâu. À, anh ta định làm gì vậy? Làm ơn, đừng mà. Sao Wesley? Không thấy hài hước nữa hả? Đừng đưa nó lại gần tôi. Cô chạy cái gì? Đừng bỏ lỡ trò vui này chứ. Bắt được rồi. Đến lúc xem kịch vui rồi. Lòe lòe chết mất. Tại sao? Để cô nhớ đến Daddy nào đó. Phải xóa cái đống này đi thôi. Thôi được, cứ che tạm đi đã. Mình phải ra ngoài. Bước tiếp theo là gì ta? Có vẻ giờ là đến bước trang điểm. Hả? Sao anh chàng nhìn mình chăm chăm vậy? Tôi đang trông chừng cô đó, Wesley. Poster cho lễ tốt nghiệp của tôi ấy mà. Chẳng có gì hay. Phải giấu nó đi đã. Thế thì đừng làm phiền tôi. Tuyệt, anh chàng quay đi rồi. Gì vậy ta? Có vẻ sẽ hữu dụng đây. Eww, bẩn quá vậy nè. Mình không muốn bôi lem nhem lên trên mặt đâu. Khoan, nghĩ ra rồi. Dụng cụ này sẽ xử gọn mấy cây cọ nè. Dễ như ăn kẹo luôn. Wow, nhìn như mới luôn nè. Tuyệt, phải thế này mới dùng được chứ. Mình sẽ làm mọi thứ để vượt ngục. Không biết có bao nhiêu ma cà rồng phải trang điểm mà không soi được gương ta. Mình trang điểm đẹp gấp đôi họ luôn. Xinh quá đi. Giờ phải có răng nanh. Giá mà chúng tự mọc được ha. Tìm ở đâu đây ta? Ồ, mình đã có cách rồi. Không chỉ có tù nhân mới tập thể dục đâu nha. Ồ, răng mình đau chết mất. 2003. Sao, còn lâu mới lừa được tôi nha. Không cần mất công. Hóa ra cũng không dễ xơi ha. Được, kế hoạch B. Để xem, giờ anh ta sẽ nói sao đây. Đúng thứ mình cần rồi nè. Mình phải chọn đúng thời điểm. Ồ, răng của tôi. Hả, trời ơi ghê quá à. Cho tôi gặp bác sĩ được không? Không cần nói nữa. Alo, đừng lo, cứ yên tâm đi. Alo, chúng tôi cần bác sĩ. Anh gọi tôi sao? Giúp tôi với, răng của Wesley rụng sạch rồi kìa. Cô vào đi. Cảm ơn. Được rồi, cô gặp vấn đề gì sao? Để tôi xem nào. Anh ta quay đi rồi. Cô giúp tôi một chuyện được không? Sẽ vào túi của cô hết. Vậy cô cần răng nanh nè. Phải, lựa chọn thú vị đó nha. Mình chưa xem cảnh phẫu thuật bao giờ. Hả? Không gây hôn mê sao? Mở rộng miệng ra nào. Mẹ ơi, không dám xem đâu. Xong xuôi, cô thấy thế nào? Nhức nách luôn. Xong rồi, anh mở mắt ra được rồi đó. Cô giỏi quá à. Thôi đi, cô không để cô thoát được đâu. Đó, có khách đến thăm cô nè. Thiên, ông sao rồi? Sao mà ông trời bất công với tôi thế? Còn bao nhiêu việc cần phải làm? Đừng lo mà, tôi sẽ giúp cô ra ngoài. Nhưng giúp thế nào đây? Tôi đâu thể làm tóc trong này được. Hả? Bớt một vấn đề rồi nha. Tôi nghĩ cô cần cái này hơn tôi đó. Đợi chút nha. Trum trick. Đến với Wesley đi nào. Au. Có tiếng gì vậy? Hả? Được rồi dơi. Phán. Chỗ này giờ để chứa kẻ đột nhập khác. À ha. Giờ ngươi định làm gì? Này, không được véo mà. Đến lúc cô về phòng giam rồi đó. Đi thôi. Kế hoạch thất bại rồi. Tội nghiệp Thiên. Đáng ra ông không phải vào tù đâu. Tôi sẽ nhớ ông lắm.
Để em giúp cho. Ai vừa nói vậy? Là em, Banji à. Cảm ơn cưng nhiều nha. Ok, giờ mình làm được rồi. Vì tự do, mình sẽ tạm biệt hai bím tóc này. Trơm rít, nhìn đẹp phết đó chứ. Mình chẳng nhớ lần cuối mình để kiểu này nữa. Cái gì? Nhìn mình y như ma cà rồng luôn nè. Tết thêm một dải màu máu nữa. Mận xoài cốc ổi luôn. Làm gì tiếp theo đây? Có lẽ đến lúc rồi. Mình phải có mắt đỏ. Hay là mình dừng chớp mắt nhỉ? Làm sao đây? Phải, chắc chắn thứ mình cần ở trong này. Ai muốn móc mắt nào? Nghe có hơi kinh dị ha. Mình có kế hoạch B rồi nè. Thử cắt nó ra nào. Mình chưa làm len bằng bìa cắt tông bao giờ, nhưng cũng đáng thử mà. Cẩn thận nào. Ha, mình nhìn đời bằng con mắt đỏ rồi nè. Quá tuyệt. Chiếc váy này không hợp cho lắm. Ồ, không, không thể để như vậy được. Biết đâu sẽ có thứ gì cho mình trong chiếc hộp này. Tôi đang quan sát cô đó, Red Day. Nghĩ ra cách rồi nè. Mình sẽ đánh lạc hướng Daddy. Chắc chắn anh chàng sẽ bị mắc lừa. Gấp lại ở đây. Giờ thì sơn nào. Kính thực tế ảo đã sẵn sàng. Tuyệt, đến mình còn thích chơi nữa là. Anh cảnh sát ơi, lại đây có được không? Có chuyện gì? Nhìn kìa, có thứ gì cứ chui ra từ cái kia ấy. Từ bồn cầu hay cái gì cơ? Aha, trúng rồi. Ủa, đây là đâu vậy? Nào nào, tránh xa tôi ra đi. Tuyệt, giờ chỉ cần lấy cái hộp kia là xong. À, không với tới được. Từ bao giờ mình dịch chuyển đồ vật được vậy? Chắc đó chính là sức mạnh ma cà rồng. Ta sẽ tống các ngươi vào trong tù. Cảm ơn nha dơi. Rất vui được giúp cho chị. Giờ mình tự làm được rồi. Để xem bên trong có gì nào. Tuyệt vời. Wow, này, cắm nhìn nha. Đỉnh của chớp luôn. Mình quên bén mất anh chàng. Đừng có lộn xộn với anh ta. Ta biết karate đó. Phi vụ tẩu thoát của mình vẫn thiếu một thứ. Dấu răng. Nhưng ai sẽ cho mình dấu răng bây giờ đây? Dơi, quá chuẩn luôn. Cô bé sẽ thích lắm cho xem. Chắc đổ một chút là đủ rồi ha. Này, có đồ ăn cho em nè. Dạ thôi. Không được rồi. Nhưng chắc chắn cô bé sẽ không từ chối cắn Daddy đâu. Mình sẽ đặt nó ở đây. Ồ, cái tên lì lợm kia. Không thể nhìn bộ ria của hắn được nữa. Được rồi, dừng lại. Chỉ là bức ảnh thôi à, dơi ơi. Nhưng mà mình đã có dấu răng rồi. Mình quá đỉnh mà. Chưa xong đâu nha, dơi. Chị cứ kệ em đi, không bác sĩ nào khâu được cho ngươi đâu. Nha sĩ đã đi rồi. Mình nên làm gì đây? Phải có một chiếc áo choàng. Bước này có vẻ ăn ngon nhất ha. Nhìn không khác gì nạn nhân. Mình cần cách nào duyên dáng hơn cơ. Thấy rồi, áo choàng thật kia rồi. Và Daddy lại đang ngủ. Thật quá đúng lúc. Nào Daddy, khởi động một chút ha. Lạnh quá đi, phải lấy chăn đắp lại thôi. Tốt rồi. Tuyệt. Nhưng với tới kiểu gì ta? Cố lên nào. Thôi được, thử cách khác thôi nào. Mình sẽ tăng nhiệt độ lên. Nóng quá trời à. Dễ chịu. Thành công rồi, tuyệt vời. Sao trước đây mình không mặc nhỉ? Vậy là mình đã thành ma cà rồng rồi. Đợi chút. Mình nghĩ trên internet sẽ có thứ mà mình đang thiếu. Yeah, mình sẽ dùng giao hàng Trum Trick để order mọi thứ. Bưu kiện cho người dễ thương và quyến rũ nhất, cô Wesley Adam. Wow, anh chàng đẹp trai ghê. Bưu kiện cho thiên thần trong phòng giam là cô sao? Phải, là biệt danh của tôi. Cảm ơn anh. Được rồi, hẹn gặp lại. Không phải là lúc đâu, Wesley. Cứ phải tự do trước đã. Yêu đương thì tính sao? Giờ mình sẽ làm trang sức ma cà rồng. Các chú dơi sẽ đặt mọi thứ vào đúng chỗ. Thêm một vài lọ máu nữa. Mình không thể để cho chúng trống không được. Cho gì vào được đây ta? Chắc phải tìm tình nguyện viên thôi. Xem lại lịch sử duyệt web nào. Yeah, anh chàng đây rồi. Cô
cô còn cần gì sao? Ồ, lại là anh ư? Cho tôi mượn tay của anh được không? Cắn một nhát thôi. Này, tôi đâu phải là người hiến máu. Cảm ơn nha, xong rồi. Cái gì vậy trời? Tôi thành ma cà rồng rồi sao? Chắc vậy, tại tôi cần máu làm trang sức ấy mà. Cảm ơn đã xếp tận nơi nha. Cảm ơn rất nhiều. Hả? Lại có kẻ đột nhập phòng giam. Quét đây, cô thật. Biến khỏi đây mau lên. Cảm ơn. Ủa, Daddy đưa anh chàng đi đâu rồi? Đừng quên tôi nha. Còn tôi thì không muốn thấy anh ở đây nữa. Cái gì đây? Hẹn gặp ở nghĩa trang. Không biết là đe dọa hay lời mời nữa. Dường như mình đã thành một người hoàn toàn khác. À mà không phải là người nữa, mà là ma cà rồng chứ. Này Daddy, lại đây đi. Có chuyện gì? Anh vẫn nhớ quy định ha. Tôi là ma cà rồng thật đây nè. Hả? Ảo ma. Xem nè, tôi uống máu. Anh so sánh mà xem. Thôi được rồi, cô được tự do. Cảm ơn nha, chúc một ngày tốt lành. Mấy cô ma cà rồng này, không bức tường nào có thể cản được tôi. Mọi thứ để lại cho anh ha. Hả? Sao tội phạm lại không ở trong phòng giam hả? À, ghê xỉu. Về phòng giam cho tôi ngay, không còn cách khác sao? Nhưng cô nói phải, người xấu thì phải vào trong tù. Tạm biệt. Vào tù vui vẻ nha. Tôi đi ra nghĩa trang đây. Tôi cũng sẽ sớm ra đó thôi. Mong là mình vẫn chưa quá trễ. Gabriel, em đến rồi. Tặng cho em đó. Cảm ơn nha. Dễ thương quá đi à. Mùi gì vậy trời? Đẹp xỉu. Đi thôi nào. Em muốn giới thiệu anh với một người. Chào con gái. Ba có nhớ là hôm nay con dẫn bạn trai về ra mắt không đó? Wow. Nhớ chứ con. Ông nội cũng ở đây này. Giờ thì mọi người làm quen đi nha. Hả? Ông ơi, ông giả vờ như không thấy gì nha. Cậu có biết họ làm gì với con người không? Sao mà lấy quả táo ra được vậy? Nằm xuống đi. Ồ, anh không có răng nanh nhìn xoái quá à. Rất vui được gặp chú. Thế cậu là người bình thường, nhưng đã đến đây rồi, bất tử sẽ ưng bụng ta hơn. Nhà vệ sinh ở đâu vậy em? Kinh khủng thật mà. Wow, có vẻ như có người. Ngài ma cà rồng à? Không phải. Xin lỗi nha, có chuyện gì vậy? Phải đi hỏi thôi. Ồ, chú đang nấu ăn à? Cháu giúp chú một tay nha. Không cần đâu, cháu cắt cà chua cũng được mà. Sao dâu cùn thế này? Áo, gì thế? Máu của cậu sao? Là của ta. Ba đừng có động đến bạn trai của con. Gabriel, cậu không sao chứ? Ngon quá. Em sẽ không. Ồ, cảm ơn em yêu. Mình đi thôi. Ồ, cái thằng nhóc người này dám không dâng máu cho mình. Gì nữa đây? Ồ, cảm ơn ân nhân. Xin hãy nhận của anh một nụ hôn. Sao cậu ta dám? Đến nhà của ta rồi còn đòi hôn con gái ta. Không có chuyện đó đâu nha. Ở yên đây. Trong chuối có nhiều vitamin lắm, tốt cho máu đó nha. Cảm ơn chú ạ. Cháu không nghĩ Molly sẽ dẫn cháu về ra mắt. Dạ chú ơi, chú bị dính bẩn rồi ạ. Ở đâu, bên này hay bên kia? Chú chờ chút ạ, để cháu giúp. Chú nhìn đây nè, chẳng thấy gì cả. Đau. Cháu xin lỗi, cháu không nghĩ chú nhạy cảm đến như vậy. Bữa tối đã kết thúc. Dạ cháu hiểu rồi ạ. Qua phần nước uống thôi. Như này sẽ ít bọt hơn nè. Ôi trời, này gì thế này? Wow, đèn chùm này còn lớn hơn cả nhà của cậu gộp lại nữa đó. Chú đừng lo ạ, cháu sẽ sửa lại ngay. Thu thập các đầu lâu xung quanh. Đẹp quá đi. Đèn chùm của chú đây ạ. Y như cái cũ luôn. Wow, ba ơi, ba thấy thế nào? Đẹp đó, nhưng ta thích cái cũ hơn. Làm sao để nâng tầm nó đây? Đúng rồi, đầu lâu cỡ bự. Phải phải, đúng ý ta rồi đó. Tuyệt quá, mình tiếp tục uống nước nha. Đừng vội chứ, cùng ăn mừng cuộc gặp gỡ này và cả chiếc đèn chùm mới nữa. Cho tụi con uống với nha ba. Dĩ nhiên rồi, cháu chưa sẵn sàng ạ. Đừng lo, ổn thôi mà anh. Chỉ là nước ép cà chua mà thôi. Anh cứ nghĩ là máu chứ. Cùng nâng ly chúc mừng thôi nào. Ghét bọn này thật luôn á. Vẫy vẫy tay nữa chứ. Thể hiện bản lĩnh đàn ông đi. Ơi, dạ được ạ. Đấu thôi. Wow, chú ấy mạnh ghê. Ta trông đợi nhiều hơn ở cậu đó. Ok, đủ rồi. Thôi
rồi nha. Cậu chẳng là gì so với ta cả. Chú ơi, hay là chơi vật ngón tay đi ạ. Chú đã sẵn sàng chưa? Được thôi, vật thì vật. Mong là ba không bị gãy ngón tay. Sao hả người thường kia? Không ngờ tới chứ gì. Chú không biết cháu là chúa tể trò này sao? Woohoo! Thắng rồi. Cái tên này ghét thật. Ngón tay của ta. Hai tô kem cạo ạ. Hôm nay có ai cạo râu không ạ? Cậu và ta. Một trận đấu chống đẩy công bằng. Cháu đã sẵn sàng. Chúng ta còn đợi gì nữa? Tuyệt, bắt đầu thôi. Đặt xuống đất đi. Ồ, cậu sẽ phải hối hận vì đã thách đấu với ta. Nhưng chú là người bắt đầu mà. Im lặng đi, bắt đầu thôi. 1, 2, 3, 4. Cố lên baby ơi. Cố lên ông chủ. Wow, đau rồi nha. Chắc chết mất. Chỉ là khởi động thôi nha. Một tay nào. Giờ không dùng tay. Thấy sao hả người thường kia? Ta có thể làm việc này cả ngày. Hết chịu nổi rồi. Cháu bỏ cuộc. Anh yêu đừng buồn nha. Anh làm tốt mà. Chỉ là ba của em. 101, 102, 103. Ông ấy có hơi cuồng chống đẩy một chút. Jessica rơi vào một cái hố. Chỉ để trốn học thôi. Để xem hai đứa nó đang âm mưu chuyện gì. Trùm trít. Ok, dừng lại. Nào nào, nhện à. Hãy cho con gái ta thấy anh bạn trai của nó chỉ là một cô bé thôi. Bọn nhỏ đến, trốn đi. Tiếp theo là gì nhỉ? Toán hả? Đó không phải là tủ của nhóc đó sao? Bài tập về nhà là gì nhỉ? À, thả ra. Làm ơn giúp với. Lạ ghê. Em thấy cảnh này trong phim rồi. Tóm được rồi nha. Leo leo quê sệ. Cậu có thích video mới của chúng mình không nè? Vậy thì hãy like, đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo nữa nha. Hẹn gặp lại.